Chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em. Kim Ngọc thì đấu gì chào mừng bà con đến với kênh Tim Sắt Tức Thắng nha bà con. Hôm nay ăn cơm giỏ dữ vậy nhỉ? Ăn cơm ngon lành luôn nha. Anh trai em cơm lớn đó. Rồi chúng luôn rồi. À, tối nay em lên tiếp cho anh em cũng như có u chú mình ngất đầu máy phát cỏ 4 thì cũng như 2 thì. Em còn ngất nè cô chú. Rồi em lên em xả hàng cho cô chú mình luôn. Giờ con đầu tiên là con Mitsu tên là 26, đừng có quýnh cha này nha. Tên là 26 mà cái này là cái bình xăng lớn nó bị nứt rồi cô chú. À, bên em nó có thay cái bình xăng mới nè, tên là 26. Còn máy thì em bao zin cho cô chú mình luôn ha. Này em bao zin nhưng mà về cái nó bị mất cái chớp nè, mất cái chớp này. Còn cái này thì cô chú nhớ lưu ý ha, em gắn cái vô cái chuông này để mình test máy á, cho nó đừng có bung bể đít. Cái cô chú nào có chốt máy này thì em lấy cái đuôi lại nha, cái đuôi lại chứ không gửi nó không có đuôi. Cái này là tên là 26 với tông 33 ly. Cái này về đặc biệt là cô chú có đầu máy hay thì Trung Quốc là cái máy gì heo mình đang hư hoặc là bình xịt thuốc mình á, thì máy này nó lên, nó ưu điểm nó là rất ít hôi xăng, nhạy nổ, độ bền nó cao lên cô chú. Rồi nhờ em test hàng cái này cho cô chú này nha. Được. Con gom đại mít cái đầu máy hay thì lộn xộn ấy cho cô chú luôn rồi. Kêu bố hay kêu cái gì em không biết. Cái nào kêu bố không được. Hả? Hay giống kêu bố hay kêu gì? Kêu bố nhẹ. Kêu bố. Hay... Cái này tên là 26 của chú. Tên là 26. Tên là 26. Số dư ghi là 09610. Nhờ em chết lại cho cô chú mình con cái. Cái này cô chú. Nó hơi kêu bố về cô chú, tôi có đại bố mẹ mẹ. Anh em tính cô chú 1.4 triệu bao ship. Này lên mình xịt sướng luôn. Cô chú nhớ lưu ý không không có cái đuôi nha. Số 11 không dạ, chứ. 11. Rồi hai này vô cặp nha. Cái này với cái này không? Cái này. Rồi, cái này em lên một cặp hai cái máy này chung một má anh coi chú. Cái này là 21 nè. Có 11. Cái này là 12 nè. Cái này, này là 12. Bị nãy bên em có test thử rồi. Cái này là Honda GX22, cái này Trung Quốc xuất Nhật chứ không phải là máy Nhật Bản anh coi chú. Trung Quốc xuất Nhật. Nó là hàng bãi nhưng mà nó là có hàng của Trung Quốc xuất. Bố này rất là dày. Và đặc biệt là bên em có bình xăng luôn coi chú. Giờ em lấy cái bình xăng. Đây có bình xăng cho cô chú mình luôn. Đó. Cái này tùy theo cô chú muốn mua thì em gửi ha. Còn nếu nhà mình có rồi thì thôi, để mình mua cho nó có mình mua cho nó uống tiền. Cái này trước tiên là thấy cặp bố nó rất là tuyệt vời luôn nè. Mình xăng con thì đa số về nó bể vú cô chú ơi, bể vú xăng. Nó giòn. Máy cô chú mình ống khói nó vừa đóng luôn nè. Đó. Rồi, anh nhờ em test thử máy này cho cô chú mình coi. Xịt nhiều giật le lử luôn á. Muốn chạy mà chạy không nổi cô chú ơi. Này một cái nha, muốn chạy mà nó chạy không nổi nè, một cái nè. Rồi thêm cái này nè. Cái này là Honda Nhật Bản nè, cái này đúng chắc có Honda nè. Cái này gãy cô chú thấy là nó giống Ebon luôn á, Ebon luôn, nhưng mà này là hàng Honda nè, Honda Nhật 7 của mình nè. Đó, mất tình cho băng luôn. Cô chú nhìn thấy nó không có khác gì chứ, nhưng mà cái tem cái nhãn thì bên đây nó không có, còn cái này là cái Honda Nhật nè.
Cái này thì nó bình xăng 2 kim, cũng bị bể vú xăng. Hai cái này em bán chung cặp cùng một mã số, này mã số 12. Và để em nhận thừa test hàng cho cô chú mình ha. Chuyển vô hỗ trợ tiếp sư phụ kìa. Cái bình xăng này ở đây em bán nó mắc tiền lắm. Đó. Đây. Thì bên da đi đè cho. Hai người đè. Rồi. Đó. Hai cái. Cái này em bán em nó thật sự với cô chú, cái máy này, thì nó chậm nè. Nên nó chạy muốn chạy chạy không nổi. Còn máy này Honda xịn nè. Hai cái này em bán cô chú là 950 em bao ship cô chú. Hai cái 950 em bao ship. Còn cô chú nào mà mua cái bình xăng ha. Bình xăng thì em bán kèm theo nè. Cô chú có lấy thêm bình xăng thì em gửi bình xăng. Mỗi cái là em đứng cô chú 70.000. 70.000. Còn cặp này là mã số 12 950 một cặp. Bao ship luôn. Mười hai cô chú. Tiếp tục là hai em nữa nè. Này đi cặp cho vui. Đây, máy là nguyên thủy luôn cô chú. Ống khói chưa đóng nữa nè, chưa đóng khói nè. Bô trắng tinh. Em lựa không à? Lựa từ cái luôn, bố rất là dày cô chú. Em nghĩ xài vô được bao nhiêu quý. Một cái. Rồi em nhờ em test cái này dùm anh trước này. Rồi thế bên đây. Cái này cũng mới trang cái mấy đó luôn cô chú, mới rất nói chung là rất là mới luôn. Cái này thì nó bể cái vú rồi. Bể vú mà nó mất luôn cái nấm đỏ này nè. Này cái lớp tê cái nấm đỏ nó cứ mất tiêu rồi. Còn cô chú nhớ lưu ý nha, bình xăng thì bên em bán 70.000 cái. Bốn rất là dày luôn. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình này. Hai cái đều mới giống như nhau. Em xả này nha cô chú, xả mình lấy cái khác. Đó. Rồi cặp này em bán cho cô chú là 1.000.000 em bao ship, còn cô chú mua lẻ thì cái 550 cô chú. Anh vô cô chú mua cái này, còn cô chú mua cái này thì 550, còn cái này em bán hai cái á thì 1.000.000 bao ship. Số 13. Dán như nào còn để rớt nữa sách chốt không biết đường gửi ạ. 13 coi chứ. Này mã 14 à. Nó có hình chữ H, cái logo chữ H. Cũng gì đây mất cái dấu bơm nữa coi chú ơi, mất cái dấu bơm xăng này. Mới gì bòn nhau luôn. Bố con trắng thiếu luôn. Bốn thì con chú nhớ lại này, bốn thì cô chú ơi. Về cô chú đừng có pha nhớt nè. Nhớt cái lộ mình đổ bên đây nè, còn bình xăng thì nằm ở dưới. Bình xăng bên em bán 70.000 cái. Một cái này có gãy lá này cô chú. Gãy lá này. Cái này thì có vú xăng. Y bon vậy luôn nhưng mà mấy này không có gãy lá. Rồi, giờ em test cho cô chú. Em
Giật hồi, giật nang hồi là tối về giật vợ hết nổi luôn rồi. Cho vô miếng xăng đi. Rồi không được thôi rồi. Rồi cái này về cô chú, tôi khóa cô chú kiểm tra giùm em ha. Về cô chú kiểm tra giùm em. Cái này em bán cặp này cô chú là 950 em bao ship cặp này. 950 cô chú. Hai cái. 14. Cái này là hai cái chỗ vậy. Sao anh thở nổi gì? Té hò luôn thường, bữa nay giật hết hò luôn. Đây. Còn vũ xăng luôn. Mấy này quá mới luôn. Có gãy lá vô này không? Mấy này mới giữ nè. Thiếu nó chụp ai à. Mới bon nhau coi chú ơi. Đi bon nhau luôn, cái này thì thiếu vú. Rồi. Chết mấy đề em mà, chết mấy đề em. Rồi chạy đó, cái nó chạy đó. Chưa phụ chạy á. Trời không chạy đâu, giật hồi xíu à. Không chạy, không chạy không nổi, mấy nó quá trời đẹp luôn cô chú. Chưa chưa còn cái nè. Rồi nhờ em nó 15. Rồi hai cái này em tính cô chú là 950 bao ship cô chú, 950 bao ship nè, 950 bao ship cặp này cô chú, mã 15. Chưa em ơi, bị qua hôm qua nay không có xúc bình xăng cho anh được em ơi, anh nhờ xúc bình xăng đi, hai ngày nay cúp điện không có xúc bình xăng cho anh được. Rồi tiếp tục cặp này mã số 16 cô chú. 16. Bố rất là đẹp luôn nè. Bố rất là đẹp cô chú. Một cái nè. Có khách khen rồi cô chú nghe rõ ràng chưa, có khách phản hồi là xài quá trời ngon rồi anh mua thêm cái nữa đó, mà hy vọng cái sau nó cũng ngon như cái trước. Anh chỉ biết nỗ lực hết ra rồi. Rồi nhờ em test thằng cờ giấy lấy gì đẹp trai mà gì cờ vậy, giật không chạy cô chú ơi. Ngọt của em cái này ngon. Rồi em bán cặp này cô chú là 900 ngàn bao ship.
số mấy con? 16 900 hai cái cô chú. Cái này em xả tới đáy luôn. Xả tới công chuyện luôn. Thu bừng. Con thu mình thu hồi vốn để mình lấy khác coi chú mày. Cô chú chụp giật kim nè. Bình xăng con nè, IC nếu mình dọn lên được thì càng tốt. Bố nè. Không. Cha đang làm công chuyện luôn. Một cái nè. Xe con kiếm cái đẹp, gái đẹp mãi không mê. Cô chú có mê gái đẹp không cô chú? Chắc chú mê không chứ cô không mê. Cái này là cái Mitsubishi T170. Cái này em gom chung một cục em bán cho cô chú mình làm xác ha. Cái máy này cũng không có khách gọi hỏi em hoài luôn nè. Tại bữa nay em bán cho nó nhanh lẹ cô chú. Cái này là cái máy bãi nè. Sao con chú vô đây hoài vậy con? Đi. Con Nina này. Vô đây chi vậy con? Em muốn lên sóng nó không? Ký 10.000 luôn nó chịu không? Đi ra. Con này. Đi. Rồi bây giờ trước tiên rồi em đi. Em mồi xăng cái này vậy thừa. Chạy chạy đi con. Đây. Có chỗ giật không? Thôi đừng quấn nó nghĩa ơi, nó gì chứ đừng quấn nó con. Con thử hành vô còn chơi trốn nó mà nó làm như thế rồi. Nhìn thấy con sợ không chứ? Sợ chạy mất tiêu đó ha. Đù, giận tay rồi giật luôn kìa. Giận tay hả? Giận tay rồi giật luôn kìa. Nay anh giật em thấy ghê quá à. Một cái này em bán về cô chú lấy khác ha, cô chú lấy gì cô chú lấy em không biết là nó vấn đề gì không, em thấy thừa giật em thấy ghê quá à. Em hồi hộp quá. Cái này chung mã thôi. Rồi đây giật. Cái này Mitsubishi T170. T170 cô chú, thiếu cái nắp e ở ngoài. Là hai cục này, này bình xăng không bể luôn nè. Bình xăng không bể, hai cái nè. Mã mấy? Giờ 17. 17 hả? Trong cái này nó đây, ba cục cho cô chú nè. Ba cục này. Cái đừng chọc hoài nghĩa ơi, con chó con đừng như vậy chọc đi con. Nó cứ ở đây hoài à. Để nó thấy. Nó thấy con nó sợ, nó cần bảo vệ nó lại. Trời ơi, cái buggy dày cái này đập khéo xẹo luôn, cái buggy lấy gì mở. Không có được, ở đây. Máy này hơi dữ nè, mới kéo nhẹ cái này hơi dữ. Quá trời máy này cái dòng hơi. Kêu ghét của tôi. Kêu ghét 291, cái này hơi dữ dằn. Hai cái này là ok nè. Chắc ăn cô chú ok nè. Mã 17, phải tiếp tục con này luôn. Bốn con luôn xù vô mã. Cái này là máy 7 cô chú, bị lột đồ biết nó dữ. Đầu máy này cô chú dọn lên là ok luôn nè. Bình xăng không bể luôn nè. Đây là Mitsubishi T170. Này lên cần phát cái nó không bữa gì hết. Máy này hơi chắc nịch. Rồi nè em nhớ lại cô chú, màu cục nè, này làm xác nè, ba con này đều chảy hết, T170 nè,
rồi một cái Kiwit 291 là 2 nè, còn cái Magu 24 4 đôi này em bán cô chú là 2 triệu bao ship cùng mã 17. Cái đó bỏ riêng thôi, cái đó bỏ riêng, cái đó có chủ rồi. Rồi mã 17 này là 2 triệu cô chú. 2 triệu. 4 đầu. 1 2 3 4. Rồi cái đó nha. Tiếp tục một em này là thiếu bình xăng cô chú. Thiếu bình xăng con và thiếu bình xăng lớn luôn. Thiếu bình xăng con, bình xăng lớn luôn. Bố quá trời đẹp luôn. Rồi nhờ em test này. Ôi máy này ngon, máy ngon, máy này chạy chắc ăn luôn. Máy này ngon coi chứ. Đâu hơi chắc nịch 450 coi chú ơi, 450 máy này về lắp bình xăng vô lụm liền, nghe tiếng là biết chắc nịch luôn. 18 có 18 450 không. Này con này con kêu biết con này nó ế cái bằng biết bao lâu luôn nè, đăng hoài mà không ai mua luôn nè, ngộ ta. Cái máy này nó nguyên thủy nè cô chú, bảo đảm cô chú là chưa có đụng cái gì luôn á, mà em không biết sao nó đẹp trai gì mà không có người mua. Uổng quá, bán uổng thôi chú. Cái này bán rẻ quá thì lỗ, nhưng mà thấy nó tiếc cái máy này quá, quá trời đẹp luôn. Máy này máy ba lô kêu viết 2003 nè. Giờ em test lại cô chú mình cái nơi hết nó, cái máy này nó đẹp. Rồi cái máy này em bán cô chú 490 mà ship. Chắc mai mốt gán cô chú. Em đang cố gắng em kiếm thợ dắt lấy máy dầu lại cô chú, quá trời không gây khách hàng của em. Không gây khách hàng của em dữ lắm luôn. Còn máy này em bị lạc thông tin đó nè, máy này khách chất rồi, nhưng mà cái này cái tội của em. Nhưng mà em nghĩ thứ nhất là cái người khách này chắc cũng không có nhiệt tình không. Nói chung là mua có chốt em. Nhưng mà thông thường là nếu mà khách nào mà mình mua, mình không phải mình nói riêng cô chú, mua thật tình, thật tâm á, thì ví dụ như gọi em không được, hoặc gọi một ngày qua ngày sau người ta gọi lại nữa. Còn cái này anh chốt không người không thấy, anh nghe nhắn tin trả lời cho vốn, em hỏi anh cũng không trả lời. Bây giờ bữa nay em đăng lại cho cô vốn mình ha. Cái này là Komitsu, cái Komitsu GZ40 này nồng 40 ly cô chú. Mấy này em bao nồng cô chú đẹp cực kỳ luôn nè. Bị giấc này mở ra nó lâu ha. Cái này cô chú nào có chốt con quay nồng cho cô chú mình coi. Bình xăng không bể luôn. Cái dòng này giờ lấy vô nó rất là mắc luôn á. Rất là mắc cô chú. Bây giờ bữa hôm người ta chào giá em á là nói dưới tên là 33. Cái đầu không lại giờ lấy vô 3 triệu 2 một cái, 3 triệu 3 một cái. Cái đầu không à. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình nè. Có đó em hỏi giật mình mà phải lấy từ 50 đầu trở lên người ta mới bán vậy. Ừ, hơi dữ lắm.
Ghê quá, cái này chạy lâu mình không dám mấy cô chú. Kén có bốn, sợ bung ra nó bể này nè. Cái này cô chú nào có chốt em bao nổ cô chú mình luôn ha. Bao nổ cô chú mình mấy người nồng đẹp cực kỳ đẹp luôn, nhắn tin luôn á. Em tính cô chú 21 à. 21 bao ship. Con này em Trung Quốc thức Nhật nè, cái này viên chưa tới nè. Cái này cũng chưa rửa cho em, khách này hỏi em cũng 3-4 lần mà nhắn tin hỏi không có trả lời trả vốn gì cho bên em đăng em bán lại. Nói anh có lấy không, anh có chốt không, hay có gì cho em hay. Anh không trả lời luôn thì em cũng đến thình luôn. Cái này là Tanaka, cái này hàng Trung Quốc xuất Nhật cô chú. Cô chú nhìn áo sống lên rất dày dặn luôn. Cái này em tặng cô chú một cặp bố nha. Cái này mấy người ta lúc trước có bố mà mở ra thằng Tài hay chứ cháu nào xúc bình xăng rồi bỏ mất tiêu bố người ta, bỏ mất cái bố luôn. Cái máy này đã chạy rồi cô chú, về sử dụng thôi. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình nè. Rồi con mình nó lấy cái ghế mình luôn rồi. Đó, cái ghế đó. Để thừa quan cho nhỏ rồi. Rồi. Em mồi nhiều rồi đó. Anh nghe cái hơi nó bị ấy rồi nên nếu nhẹp bùi nè. Chắc ăn luôn. Con lấy mấy cửa đi xuống đi. Đó, biết lắm mà. Thì em test lại cái này cho coi vũ mình nè. Thịt nhiều quá, cái nó bị ngọt. Vừa nãy em pha nhớt nó nhiều, em pha vô cái chai á. Có lươn nữa. Có thằng con tay vô mà. Dạ có lươn nữa. Nó quay lại cô chú mà nhìn nha. Trước tiên là này hàng Trung Quốc xuất Nhật cô chú. Cái này chưa rửa chứ. Mình nó dơ nè. Rất là dơ nguyên thủy nó luôn á. Cái này cô chú xài này nó bố lớn, bố 330. Này nó rất là mạnh cô chú ơi. Cái này cô chú xài nó bền. So với cái đầu máy Trung Quốc mình là bảo đảm cô chú mình là nó mạnh hơn xa. Nhưng mà 34 ly rồi ha. Rồi nếu mà cái thằng mà TL43 mình á thì em nghĩ nó xài cũng tương đương công suất của nó đó. Cái này là nó em thấy cái này thì TU31 của chú ơi, vậy là TU31 nó yếu hơn kia cô chú ơi, yếu hơn. Yếu hơn cái này nó tầm cỡ khoảng 36 ly. 36 ly. Rồi cái máy này em bán cô chú là 700 ngàn bao ship hen, tặng cho cô chú một cặp bố. Dạ. Rồi giờ kiếm luôn rồi. 700 ngàn. Chưa. Nhậu đúng không? Nhậu đâu? Nữa à? Nhậu nữa rồi. Xong rồi. Giờ anh thừa kiếm một cô chú mày. Đang quay máy, nhậu đâu? Không. Quay máy, con gái nó quay máy rồi. Quay máy rồi chứ không có nhậu rồi. Nhậu nữa chứ nhậu. Đây. Rồi chút về. Rồi chút mới về. Này chỉ người dán ở chỗ này lên nè chỉ người. Đây là 21. Có vậy, ơi số mấy? Dạ 21. 24 hay mấy? 21, 21. 21. Bất gột cho cô chú làm mà tới vợ kiếm rồi con kiếm luôn. Chưa, chút mới về. Rồi tiếp tục nữa là một con rồi ngồi dây đất gực cho cô chú. Con kiếm mà vợ kiếm nó bởi gì? Cái niềm vui nho nhỏ của một người làm cha là gì đó. Thứ nhất là có vợ, thứ hai là có con kiếm. Tới nào mà đi mà không còn vợ kiếm mà cũng không có con kiếm rồi. Trời ơi nó bồ nhóc em ơi. Còn tiếp tục cô chú là cái máy cưa nè. Cái này là cái Tanaka cô chú ơi. Tanaka hay là cái gì em cũng biết, em không thấy tên chữ chân. Tanaka tay dài. Cô chú nhìn cái làm nè. Nó chưa chốc hết nước sơn nữa. Đặc biệt là cái răng nó còn rất là dài luôn. Mà em biết nó chạy không thì em biết nha. Cái này em quay trong ngẫu hứng thôi chứ em cũng biết. Nhiêu được rồi con ơi, nhiêu nghĩ được rồi, 25 cái nghĩ nè. Đó, có lý đó.
chết lại cái này nó cái lò xo của cái bố nó hơi hơi lỏng coi chú. Để em quay lại cô chú nhìn lần nữa ha. Cái này nó mới lắm coi chú. Cô chú nhìn làm nè. Nó chưa chóc hết nước sơn nữa nè. Thông thường mình cắt lâu ngày mình chọt vô cây á là nó bị bay nước sơn dưới găng nó sẽ mòn. Còn này nó chưa chóc hết nước sơn. Nhưng mà cái này dạng cô chú xài gia đình thì vừa ăn cô chú. Cắt cây lớn thì cắt không nổi nha. Cái này mình cắt ung thang không thôi là cắt cây tỉa nhánh những cái cây nào cỡ khoảng 3 tay 4 tay đổ lại. Còn những cây bự hơn thì những cái cây cưa này mình cắt nó không nổi nha. Thì nói chung là thích hợp xài gia đình thôi. Máy em thấy nó còn rất là mới đúng không? Này em tính cô chú 1.4 triệu em bao ship nha. 1.4 triệu. Máy số mấy? 22. Này còn 3 cái nữa em nghĩ cô chú. Cái dòng thừa vậy nựng vợ nựng con em cũng bắt trước em nựng con nựng ai? Nựng ai đâu? Nựng ai đâu hả? Tiếp tục cô chú là con ma kỳ ta nè. ME333. Ủa như giống bia quá vậy. Cái này thì cái răng thì nó hơi mòn coi chú. Màu xanh huyền thoại. Cái răng nó hơi mòn hơn so với cái nãy. Cái này cưa Makita tay dài. Máy thì cũng còn vô càng khá nè cô chú. Cái này bị em không có chùi rửa. Hứng chắc nào là quay dắt nó à. Không có chuẩn bị, nói chung là không có màu mè gì chứ. Rồi, nhờ em test hàng máy này thôi. Có xăng không? Có xăng không? Có đúng lên. Hết xăng luôn hả? Xăng rồi. Rồi được rồi. Cái này em bán theo hiện trạng gì cô chú? Hiện trạng gì? Cái này em bán cô chú 1.3 triệu, em bao ship. Này cô chú nhìn thấy sên hơi mòn nè. Mấy nguyên thủy chưa rửa luôn. 1.3 triệu. Vậy cô chú em nghĩ là chắc nó chạy luôn quá. Còn nó không chạy ngọt thì cô chú xúc bình xăng lại thêm nha. Bị này không có, em không có chuẩn bị trước. 23. Hai con nữa được rồi con. Rồi. Tiếp tục là con 24. Cái này là Echo 304. Dòng này thì xài bền lắm cô chú. Nó có những cái bát thì em lấy về nó đã có sẵn rồi nè. Dòng này nó xài bền. Nhưng nó có ưu điểm là nó hơi nặng sát so với những cái dòng mà tay mũ. Echo 304. Cái lam nó còn chữ trên đây nè, đặc biệt là cái găng, cái nú nó còn rất là dày luôn. Găng còn nú rất là dày. Này cô chú khai thác tầm trung được. Cây ví dụ như cây hơi trọng trọng có khoảng 3-4 tay là cô chú cắt được bình thường. Nhất là trời giông gió này nè, cây nó ngã đổ rồi đó. Mua những cái máy gì mình khỏi mượn, nhưng mình chủ động được. Cái này nó bị mẻ chỗ này cô chú. Rồi nhờ em chết thằng, còn xăng không? Còn. Vậy con chạy bán con le nè. Không có giờ mình mở cái này ra, cô chú mình mồi vô thử này. Sợ nó không lên sao. Rồi thử rồi. Lạp còn mới lắm. Không lên xăng rõ ràng cô chú. Này về cô chú mới xúc lại nè. Mới xúc bình xăng lại. Này em bán cô chú 1.3 triệu mới ship. Mẹ vô này cô chú. Mẹ vô này. 1.3 triệu, máy số 24 không? Dạ. Rồi con này con cuối cùng em nghĩ nè. Cái này là cái Tanaka, nhưng mà cái này là tay ngắn. Cái này rất nhiều cô bác chủng.
cho chú nhìn giống khối nó mới nè, rất là chuộng ở dòng này, tại nó nhẹ nhỏ gọn, những người lớn tuổi thì rất là thích. Đi ra vườn được mình trồng sầu riêng, trồng mít rồi mình tề những cái cây mà nó bị sâu mọt rồi nó nhầm trần mình mé thì nó rất là tiện luôn. Con này mới thêm đầy đủ. Con này mới lắm, con này chưa có chùi rửa chứ con này mới lắm mới luôn. Ông khối vắn kinh luôn. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú này. Cái này bên em hoàn toàn chưa có test thử gì trước nha cô chú. Hoàn toàn không thử gì hết. Còn răng không? Không. Mới mà giật không chạy. Mới mà giật không chạy, nó chạy mà chạy không nổi. Xúc mình sang nữa đi. Này xúc mình sang bên cô chú nhìn ngóc nó vừa giống mở luôn nè. Đó. Nguyên bản luôn. Cái này em bán cô chú 1,5 triệu em bao xúc cô chú. Về cô chú xúc mình sang lại nha, máy cực kỳ mới luôn. Trắng tinh. Rồi em muốn xin kết thúc video tại đây cô chú. Cảm ơn cô chú cũng như anh chị rất là nhiều. Thì nếu anh chị cô chú nào mà có nhu cầu sử dụng như là bình xịt điện ha, rồi dàn cầu đầu bò hoặc là máy xăng thì cô chú có alo trực tiếp cho em ha, em sẽ báo giá từ gọi cho cô chú mình. Rồi cảm ơn hai em nhiều nha, rồi chào tạm biệt cô chú.